Hello cả nhà. Tuấn Dương đang có mặt ở đây là sông Hậu đây cả nhà. And second, you have visit the Rheinmetall factory. Rheinmetall, anyone see about Rheinmetall in my country? I will show you. And number three, you have visit the local farm. Local farm, that is a good place you have visit. And what farm we come back over there, we try to get there in 4:12. Yeah, what time is it? 7:30, so we have an hour. So we get back in the boat before midnight. Okay, thank you very much. Kính thưa các ông quý vị, chương trình hôm nay mình đi tham quan là một thăm ba điểm. Thứ nhất là một thăm chợ nổi, xây chợ nổi cái ngành. Mình cũng không phải ngã đó, cái ngành nó chắc không hiểu là khỏi giới thiệu. Cái điểm thứ hai là mình thăm cô làng Hủ Tiếu, làng Hủ Tiếu. Và điểm dừng chân thứ ba là mình đi thăm là khu du lịch sinh thái. Dạ, ba điểm. Ba nơi. Sau khi thăm quan chúng ta thì mình quay lại bến tàu nãy khoảng 12 giờ. Đó là chương trình thăm quan ngày hôm nay. Trước khi đi tour ngày thứ hai, công ty gửi lời chào chúc tốt lành trước các quý anh chị có một ngày tốt lành, an vui và hạnh phúc. Chương trình chào. Dạ. Rồi. Và ngày đầu tiên mình sẽ đi thăm chợ nổi, từ đây đến đó khoảng bao xa? Thì khoảng lộ trình từ 25 đến 30 phút. Khoảng 30 phút đến nơi. Đây là chợ nổi Cái Răng, trên đó nó có 4 từ để chỉ chợ nổi Cái Răng. Ở đâu cũng vậy, nó còn cái gì không à. Mấy thủ nước ngoài nó cũng thấy ra không biết cái gì, nó hỏi từng lum mà. Đến đó chỉ hình nó xong. Rồi. Tại vì nước ngoài thì khi đến đâu nó về tới tiếng Việt mình không mà mình nói đúng từ Cái Răng mà nói được. Nhưng mà duy sức nói, nhưng mà nói tới đó là hỏi nó ra cái gì trời. Ladies and gentlemen, we go and get them. They have the foliage. Đây chúng ta đi qua đây là một cái nhịp cầu. We show you. They put on the wrist here. They have a label advertising on the wrist, and then anyone you can see. Yeah, I will show you. From here we get the how long? How long? Bên kia thì có một cái. Sao nhỉ? Bên kia là cái tàu chở rơm đó cả nhà. Rơm This is the biggest market in the Mekong Delta for the local markets. You know right now is đây cái tàu trước kia họ đang chở rơm đấy cả nhà. Đây hai bên bờ thì có vẻ như là bên phía bên bờ bên trái thì họ kè nhìn nó đẹp hơn à. Kia họ chở các cái cây, biết cây lau hay cây gì đấy ta. They sell many kinds of fruit, coffee, coconuts, mango, and watermelon, pineapple, forever. That's the fire right hand side. Anyone you can see, the problem, they sell first. If you like, you can pick up and buy. If you don't like, okay. Kính thưa các cô chú anh chị, thì khi đến chợ nổi á, bên tay trái thì có cây chán và bên phải có rất là tiền nhỏ họ bán như là trái cây á, trái cây bán cà phê, bán cháo lòng, bán hủ tiếu, rồi bán ký số, đi chợ nổi bán ký số, cô thật, phải là con tay hỏi bộ bán gì vậy bán ký số, rồi hả? Thì ký số ai mua cũng mua không gì, bán ký số 10.000. Thì mình nó bán rất nhiều sản phẩm. Đây là bán cái này như là cỏ voi ấy cả nhà. Chị biết ngoài một cái chợ nổi cái bè thì treo nè, ở đây là chợ nổi cái răng, ngoài ra còn là cả năm 2006 là 2007 ở Phường Thiện đều có các chợ nổi, nhưng mà chợ hôm nay lớn, chợ lớn, cái sự phát triển đồng bộ thì đa số bây giờ cũng có thì sáng người ta bán sản phẩm thì
Đây nhiều người nói rằng là sau xem các cái thước phim thuyền này thì nhớ đến cái vụ vượt biên. Thì Tuấn Dương cũng không biết là cái vụ vượt biên là các bác vượt biên như thế nào ạ, có giống như những các cái con ghe, con thuyền này không. Thì rất là mong quý bà con cô bác nào mà đã từng vượt biên hãy comment giúp Tuấn Dương nhé. Đây là có Vincom Plaza Cần Thơ này cả nhà. Có những cái là thứ nhất không kêu mà bán, tức là không kêu mà bán, tức là thì cái độc lập này thôi, không có kêu gì đâu mà bán đồ, bán đồ. Điểm thứ hai là nó kêu mà nó không bán, kêu không bán thì cũng là người ta ở trên thuyền ta kêu một kéo, tức là kêu mà không bán đồ một kéo. Và đặc điểm thứ ba thì mỗi một thuyền nữa nó bán cái để mía lầu à? Bán tiền nha. À, cây đó cây gì? Bên con bà là mía. Đó, cái thuyền chở mía. Đây tòa Vincom Plaza này cả nhà. Vincom Plaza của ở Cần Thơ á. Sóng nước thì ở đây thì sóng nước vỗ rất là đẹp các cả nhà. Chúng ta đi ra ngoài. À, bên kia thì có cái tháp nước có cái chữ nhựa Tiền Phong cả nhà. Ra đến ngoài này thì nhìn thấy lục bình có vẻ hơi ít. Sông này thì tàu lớn có thể đi được nên là không biết là cái độ sâu của nó bao nhiêu, nhưng mà ước chừng thì khoảng 20-30 mét ạ. Rất đẹp đấy cả nhà, miền Tây sông nước. Ở đây thì thấy có vẻ hơi ít nhà thờ so với ở Sài Gòn, nhưng mà kia thì có mấy cái tòa nhà, không biết là cái nhà thờ gì cả nhà ơi. Bà con nào mà sống ở Cần Thơ mà biết cái khu vực này thì comment giúp Tuấn Dương nhé. Bà con Việt Kiều có về Sài Gòn chơi thì nhớ dành thời gian đi đến Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều. Đây là những cái địa danh hết sức là đẹp và tuyệt vời để tham quan du lịch cũng như là nghỉ dưỡng. Khi đi ở đây thì chúng ta phải mặc áo phao. Mình thấy giá cả tiêu dùng ở đây cũng rất là rẻ. Ví dụ như một phòng khách sạn mà phòng đôi, nếu mà chúng ta ở cái phòng 4 sao thì giá nó cao hơn, nhưng mà tuy nhiên chúng ta chỉ ở cái phòng cỡ bình dân thì cỡ khoảng 300-400 ngàn, cỡ khoảng 20 đô, khoảng 15-20 đô cho một phòng một ngày đêm. Giá vậy là ok. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thích thì có thể ở các cái phòng mắc tiền hơn. Giá một vài ngàn đô thì cái đó là tùy cái chúc mừng các chú xem là sông Cần Thơ nha. Each river we call là Cần Thơ River. Cần Thơ River. Each one go to the end of the map. And the map is you can go by. Thì miền Tây sông nước thì chúng ta thấy rất là nhiều cầu á. All the way anyone we see the speedboat pass first. Speedboat. Yeah, go very fast. Ở kia là những cái máy xúc và cát, những cái xà lan. Miền Tây sông nước thì nhìn vẫn rất là đẹp, nhưng mà nếu như mà gặp mưa to, gió lớn, bão bùng thì mình thấy cũng có vẻ rất là phiêu quá. Đi ở đây rất là thích. Chúng ta có thể mình hình dung ra cái việc đi chèo đò Suối Yến hôm qua, Suối Yến ở Chùa Hương. Với lại đi ở đây thì đi ở đây thấy có vẻ đã hơn. Nhưng mà mỗi nơi bởi vì cái sông này nó to hơn các bạn. Bác hướng dẫn viên của chúng ta, bác đang hướng dẫn đó. Đây nếu mà
right. Khi nào về Cần Thơ thì chúng ta sẽ đi dọc cái con đường này, nó cũng giống như ở miền Tây. Trong này gọi là sông Cần Thơ. À, nếu mà các cô chú anh chị nào đi về cuối về đất mũi Cà Mau á, trên đường đi mình sẽ gặp được tàu ra luôn. Đây cái đấy bên tay trái đăng kiểm đường sông là bên đó, là một hồi là mình sẽ gặp những cái sông đi cái tàu cano á, chạy thẳng đi xuống đất mũi Cà Mau bắt đầu gặp thôi. Mà hôm nay chắc là mình sẽ thấy bến Ninh Kiều. Ninh Kiều nước chảy thành sông. Anh ơi, sông này sâu chừng bao nhiêu mét anh? Ước lượng. Sông này có một số đoạn sông 15-20 mét. À, có những đoạn 12. Vâng. 15-20 mét. Wow. Rồi, vậy như vậy là dạ dạ 12-15-20 mét à. Bên đây các bạn nhìn này, đây là một cái thuyền nữa đang đi. Đó. Đây, giống có giống cái tàu vượt biên đâu cả nhà. Ngày xưa tàu vượt biên thì không có áo phao đâu. Ngày xưa các bạn nhiều quý anh chị vượt biên đi Mỹ thì phải đi qua Đài Loan, Hồng Kông rồi qua Nhật, Hàn Quốc. Giờ thì người ta không đi bằng cái con đường vượt biên như vậy nữa mà ta đi máy bay . Đây những cái con xà lan chờ. Rất đẹp. Có lẽ kết thúc cái chuyến này thì chúng ta sẽ đi du lịch Vũng Tàu nhé cả nhà. À, nếu có thể thì mình sẽ đi vào chủ nhật, tức là sau khi về Sài Gòn về thì mình sẽ đi chủ nhật và thứ hai thì sẽ về. Có thể là mình đang dự kiến là như thế. Rất đẹp và cả nhà, kia là cái cầu nó xúc xúc cát xúc đó là cái xà lan, đó là xúc đá đó cả nhà, xà lan xúc đá xà lan xúc đá và để lên bờ thì đá này có thể họ sẽ khai thác ở các cái họ khai thác núi đá ở đâu Ở đây thì hai bên thì Tuấn Dương thấy là bên trái họ kè rất là đẹp, bên phải thì họ chưa kè được . Thì sau thời gian thì trong cái cuộc sống thì chúng ta cũng nên có chúng ta
có những cái trải nghiệm thú vị. Ồ, đây là một cái xưởng mà sửa chữa cano đó cả nhà. Xưởng sửa chữa cano của cảnh sát đường sông đó cả nhà. Ồ, đây cửa hàng xăng dầu Kim Phượng, xăng dầu mà họ bán nổi ở trên sông đó cả nhà. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Kim Phượng. Ồ. Nhìn con tàu rẽ sóng mà nhìn rất đẹp ạ. Trong cái đoàn của mình thì cũng có rất là nhiều các cái du khách người nước ngoài, những cái cặp vợ chồng cũng như là những cái bạn trẻ đi. Chúng ta đang đi đến cái khu vực chợ nổi Cái Răng. Đó, cẩu nó xúc cát từ xà lan xuống kìa cả nhà. Xà lan. Cẩu xúc cát đây. Đó. Đây là những cái vật liệu xây dựng thanh trúc. Đó, sóng nước đi, các bạn hãy cùng ngắm cảnh cùng với mình nhé. Sao chú? Chưa lấy được xóa. Đây. Chú bấm vào đây. Đây, chú bấm vào đây thì nó sẽ hiện cái thùng rác này. Đấy. Cứ đẩy đi. Vâng, chú cứ bấm vào thùng rác, chú đẩy đi. Chú thích xóa nào, chú xóa. Rất đẹp cả nhà. Bên kia là các cái bến. Nước này rất là trong ha. Nước rất trong ha cả nhà. Ra thì tàu bè đi lại như này nhưng mà các bạn thấy rằng là ở cái sông mà nước nó đục á thì thường là cái độ sâu nó không có được sâu, và cái sông nào thì là sâu thì và cái dòng nước nó lưu thông nữa thì nó mới trong như thế này. Vì khi tàu đi thì chỉ trên bề mặt thôi, không thể xuống đến tận đáy được các bạn. Nên là chúng ta thấy nó đây có một cái con thuyền này đi ngược lại với chúng ta này. Trên đó là có các hướng dẫn viên. Hai bên thì cái phía bên trái này cả nhà là họ kè bê tông á. Bên đây cái đoàn của mình đây. Đó. Đây là đoàn khách của mình đó. Đó, mọi người đang đi trên cái chuyến cùng trên một chuyến tàu này để đi chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ á. Cạnh mình là một bác
năm nay 69 tuổi bác nhỉ? 67 à? Đó, 67 mùa khoai sọ nhưng mà vẫn săn bắt hái lượm mỗi ngày rất là tốt, sức khỏe rất là tốt, tính tình vui vẻ yêu đời. Rồi giờ chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Nhìn cảnh trời mây sóng nước. Đã xóa được chưa? Xóa tiếp đi. Xóa nữa không? Xóa nữa nhưng mà... Đây con. Đây. Cứ ấn vào cái hình đi. Không. Chỗ này. Đâu. Ấn vào cái hình. Ấn vào cái hình. Đây. Ví dụ nha. Đây bác. Không bác bấm. Không bác. Ví dụ về nha. Cái này nhá. Về bác xóa, bấm đây cái này. Đấy. Xong bấm. Đã xóa này nè. Rồi. Đây. Ví dụ bấm đây nhá. À, trên cây cầu nó có bốn chữ, bấm đấy nó xóa rồi, nó ghi đã xóa là xóa rồi đấy. Ở đây thuộc là huyện Cái Răng luôn. Đây chợ nổi Cái Răng. Trên đây người ta gọi là chợ nổi Cái Răng. Dạ. Bây giờ đi đâu cũng vậy, đa số tiếng Việt, chữ Việt Nam nó nằm trên, chữ nước ngoài nằm dưới. Giờ quảng cáo thiệt mà. Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ. Đi đâu tay ba lô đổi chữ từ tiếng Anh đéo có. Trời là có tiếng Anh thôi. Nhưng đây chúng ta. Giờ không có đâu. Giờ bản quảng cáo là tiếng Việt hết. Đi đến đây. Chợ nổi Cái Răng. Quảng cáo thôi, tiếng thôi. Bây giờ xưa là mua tour như vậy là cô chú. Đa số là cô chú đô la thôi. Bây giờ mua tiếng Việt thôi. Việt Nam đồng cô chú. All right, after ladies and gentlemen, after the wrapping of this, we wish you a lot to market. This is for work. Yeah, anyone, if you like to take picture. Don't see the blue color, just like blue color. Red color, the name of the market. Anyone, you can see. Yeah, like Cái Răng. And we can call about the Cái Răng local market. Just translate in Cái Răng. Yeah. You know, right now, my country, all of them, we use Vietnamese language for advertising. Before we got English, always we show them in English for advertising. Right now, always my government say Vietnamese language for advertising. For example, today during the tour, right, if you order before, maybe 10 years ago, anyone pay dollars, American dollars, no. Bên kia họ đang thả cát xuống. Ồ, họ thả cát xuống làm chi ta? Xà lan mà đang thả cát. À, có lẽ là họ cải tạo nấm dòng chảy chắc. Chợ nổi. Chợ nổi Cái Răng. Chợ nổi Cái Răng. Rồi, sắp tới rồi nhé cả nhà. Bên kia có chợ là chợ An Bình nữa cả nhà. Rồi, kính thưa các cô chú anh chị, đây là chợ nổi nha. Chợ An Bình. Không có gì hết. Rồi, bây giờ lo trên chút xíu bên kia kìa. Tại vì cái đoàn này tôi nước ngoài, như gặp Việt Nam, ghé vô các cô chú nghe đờn ca tài tử, gấp luôn. Tình anh bán chiếu. Ai mua chân, tôi bán chân cho. Khó luôn. Đờn ca tài tử. Mà tụi nước ngoài nó chuyển đâu, đâu biết là cái đó là cái gì. Thấy như hoài giống như cái trò mình mới đổi được cái cây á. Muốn ha nha. Đây. Ladies and gentlemen, always we are on the tour local markets, left hand side. Oh my God, this is mango. Xài đi thôi. Rất đẹp. Bao nhiêu 100 ngàn mấy ký? 100 ngàn mấy ký vậy? 100 ngàn sao quá? Hả? $5 100,000 won. Cheap. 1 kilo 20,000. Oh my God, very cheap. 5 ký 100,000. Trời ơi, có rẻ không lộn mẹ ơi. Má ơi, rẻ quá. 5 ký 100,000 quá rẻ. Năm ký 100,000. 1 ký 20,000. Trời ơi, mô Phật. 5 ký 100 ngàn. Trời ơi, cầm chắc cái gì.
Đó, 5 ký 100 ngàn, mua 5 tặng 1 á. Oh, lady, gentlemen, rất là hiếu khách. Yeah, alright, ladies and gentlemen. Yeah. Rồi bây giờ video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất cập nhật về cuộc sống Sài Gòn nhé. Bye bye cả nhà.